Hello, một lần nữa Thuỳ Dương xin chào cả đại gia đình của chúng ta của New Skin. Ngày hôm nay thì lại một lần nữa chúng ta gặp nhau thì thưa mọi người, đó là Thuỳ Dương đã xài những cái kem đánh răng cũng như là những cái sản phẩm cho răng của mình từ cũng phải mấy tháng nay rồi. Tuy nhiên là trong thời gian gần đây thì mới được cái bàn trải cũng như là cái mouthwash và cái mouth spray. Thì mới xài cái này xong, Thuỳ Dương có thú thật với mọi người, đó là ở New Skin ngày hôm nay là lúc nãy mới ăn phở thì xài liền cái này trước khi mà đến để mà say hello to everybody á, thì hình như bây giờ miệng mình cũng rất là thơm tho mà nó rất là dễ để mà để trong túi. Thì cái này đó Thuỳ Dương nghĩ rằng là tốt hơn là ăn kẹo sinh gôm. Thuỳ Dương không biết mọi người sao nhưng mà Thuỳ Dương thấy là khi mà ăn kẹo sinh gôm nó trông nó không có được trông nó làm sao á, cho nên là xài cái anti-plaque breath spray này thì nó sẽ giúp cho mình, và sau nhất là sau khi ăn phở đó thì miệng lúc nào cũng thơm tho để mà gặp người ta. Khi mà Thuỳ Dương được giới thiệu về cái bàn chải đánh răng đó thì từ ở trong nhóm New Skin có nói với Thuỳ Dương là đây là cái sản phẩm mà anh thích nhất, thì Thuỳ Dương cũng hơi nghĩ bụng, trời ơi, cái bàn chải đánh răng thêm làm gì mà dữ dội á. Nhưng mà phải nói là thật sự đó là cái bàn chải đánh răng này nó rất là có duyên, cái đó là phải là cái chữ mà để xài, tại vì đó nó lại không có làm cho cái răng mình đau, tại vì nó rất là soft, mà cái bristle của nó đó, cái bristle là những cái chổi đó, nó rất là nhỏ nhưng mà nhiều, thì tự nhiên nó có một cái full mouth feel, nghĩa là nó làm cho cái miệng mình nó cảm thấy đầy, nhưng mà đầy những cái chổi mà nó đang đánh răng cho mình đó. Thì Thuỳ Dương khi mà xài cái này thì hiểu là tại sao mọi người mê cái bàn chải đánh răng này. Thì cũng phải nói là đây là một trong những cái khám phá mới. Thuỳ Dương cũng mới xài cái bàn chải đánh răng này trong thời gian gần đây thôi, nhưng mà rất là thích. Thú thật với cả nhà đó là cái mouthwash này đó, khi xưa đó, trước khi có bầu thì Thuỳ Dương thích uống cocktails. Và phải nói là khi mà lần đầu tiên dùng cái mouthwash này đó thì nó không có nặng giống như là những cái mouthwash mà quý vị mua ở trong CVS. Nó actually nó hơi ngon á, làm cho mình muốn nuốt. I know this is, thì Dung biết là nói cái này thì nghe nó hơi kỳ, nhưng mà thật sự ra là nó giống như là mình đang uống cocktail vậy đó. Cho nên là nếu mà không có tự nhắc mình đó là quên đó là nuốt chửng đó, tại vì nó rất là ngon và rất là dễ chịu. Mà một cái nữa là dễ xài, tại vì mình chỉ cần xài một lần một ngày, thì Thuỳ Dương xài buổi tối, lúc nào cũng vậy, khi mà đánh răng xong thì xài cái này buổi tối thì thấy là dễ chịu hơn. Thường thường khi mà chúng ta dùng mouthwash nhiều khi nó cay mà nó làm cho chúng ta khó chịu đó, nhưng mà cái mouthwash của New Skin này thì Thuỳ Dương thấy là rất là dễ, và không những là ngon đến nỗi mà làm cho mình muốn uống luôn. Và tất nhiên là cuối cùng Thuỳ Dương đã nói chuyện về kem đánh răng này rồi thì rất là dễ dàng, cái màu trắng là buổi sáng, cái màu xanh là buổi tối, thì you know, light dark. Xài thì thấy là cũng rất là thích, Thuỳ Dương không có một cái complaint, mà actually thấy là nó cũng không có làm cho cái miệng của mình cảm thấy như là bị what is the word, bitey, nghĩa là nó bị cay quá, giống như là gần như là chảy nước mắt. Có những cái loại kem đánh răng mà nó làm cho mình bị như thế vậy đó, thì đối với cái kem đánh răng của New Skin thì nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là miệng của mình sạch sẽ và thơm tho. Thì đó là những cái kinh nghiệm của Thuỳ Dương khi mà xài những cái sản phẩm cho răng. Tất nhiên là nhất là sống ở bên Hoa Kỳ thì mọi người rất là quan trọng về cái bộ răng của mình, cho nên Thuỳ Dương hy vọng là mọi người sẽ thử những cái sản phẩm này. Tuy nhiên là nhớ là đừng có nuốt chửng. Và cái này đó rất là có duyên, quý vị phải xài để quý vị mới biết là tại sao Thuỳ Dương lại nói cái chữ có duyên. Ok, thank you mọi người, tuần sau chúng ta sẽ gặp sau, bye.